Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 17 tháng 3. Nhận định soi kèo Everton với Newcastle 2 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3. Nhận định Everton với Newcastle. Với phong độ hiện tại, Everton không sớm thì muộn sẽ chìm xuống nhóm đèn đỏ. Theo thống kê, 7 trên 10 trận gần đây nhất thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard nhận về chỉ toàn là thất bại. Đặc biệt ở lần chạm trán Tottenham, kèo bơ thua đậm với tỷ số 0-5. Tới nay, Everton đã thi đấu 26 trận và nắm trong tay 22 điểm, xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng. Theo Topfish bằng điểm Watford, chỉ hơn về hiệu số bàn thắng. Ngược lại, vì khách sân Goodison bắt đu trụ hạng khá tốt tại mùa giải này. Qua 28 trận đấu, Newcastle thu về cho mình 31 điểm. Chim chích chòe đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, cách biệt 9 điểm nhóm đèn đỏ. Cuối tuần trước, Eddie Howe cùng các học trò chạm trán Chelsea. Chim chích chòe bị đánh bại 0-1. Qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp của Newcastle. Everton thường xuyên được đánh giá nhỉnh hơn Newcastle nhưng kết quả đôi bên là tương đối cân bằng. Cụ thể từ 1993 đến nay, hai đội đã chạm trán 54 lần. Trong đó cả bờ có 22 lần ăn mừng chiến thắng. Chim chích chòe chỉ kém một trận với 21 lần ca khúc khải hoàn. Tại 4 lần gặp mặt gần đây nhất, Everton chưa một lần đánh bại Newcastle. Đặc biệt trận lượt đi, Everton để thua Newcastle với tỷ số 1-3. Ở thời điểm này, Everton đang sở hữu hàng công tạm chấp nhận được. Sau 26 trận đấu họ thu về 28 bàn thắng. Mặc dù vậy, sự hớ hênh tại khâu phòng ngự là nguyên nhân chính dẫn đến thứ hạng tệ hại của cả bờ. Từ đầu mùa giải tới giờ, thẻ top vì phải vào lưới nhặt bóng 47 lần, tương đương với 1.8 bàn trận. Có thể kể đến, 5 trên 6 trận Everton chạm trán Newcastle, Everton đều để lọt lưới ít nhất 2 bàn. Ngược lại, Newcastle sở hữu hàng tấn công tương đối ổn định. Họ đã ghi được 32 bàn sau 28 trận đấu. Hệ thống phòng ngự của chim chích chòe thì nghèo nàn dẫn đến đội bóng lâm vào cảnh công làm thủ phá. 48 là số lần Newcastle vào lưới nhặt bóng từ đầu mùa giải tới nay. Thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe đang khá thành công trong những chuyến xa nhà. Cụ thể, 4 trên 5 trận gần đây nhất đội bóng đều bất bại tại sào huyệt của các đối thủ. Soi kèo Everton với Newcastle. Tỷ lệ châu Á 0-1/4, Everton thua tới 3 và chỉ hòa 1 ở 4 trận đối đầu gần nhất trước Newcastle. Hiện tại, Everton là lựa chọn thiếu tin cậy khi thua kèo 3, hòa 1 và thắng 1 trong 5 trận đấu vừa qua. Ngược lại, Newcastle đem tới cảm giác an toàn khi thắng kèo 8 trận vừa qua tại ngoại hạng Anh. Tỷ lệ 2-1/2:05 trên 6 trận đối đầu vừa rồi giữa Everton và Newcastle có ít nhất 3 bàn trên trận. 2 trên 3 trận đấu vừa qua của Newcastle có kết quả tương tự. Chuyên gia lựa chọn Newcastle dương 1/4. Đội hình dự kiến: Everton, Pickford, Coleman, Hughes, King, Godfrey, Alan, Dodder, Ali, Gordon, Richarlison, Gray. Newcastle, Dubravka, Mkhitaryan, Shaw, Burn, Tazek, Longstaff, Zimaras, Zuliton, Fraser, Úc, San Maximin. Dự đoán Newcastle thắng Everton 2-1. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.